20 tháng 10 tới đây thì bộ phim Đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh sẽ ra rạp. Trước đây thì có bộ phim Đất rừng phương Nam phiên bản truyền hình đã chiếu từ mười mấy hai chục năm trước rồi. Thì lần này là Trấn Thành sẽ thủ vai Bác Ba Phi. Cái vấn đề mà Trấn Thành vô vai Bác Ba Phi nó ồn ào từ hồi tháng 5 tới bây giờ các bạn. Mình thì cũng hay lang thang đọc báo rồi lên mạng thế này thế nọ. Thì nói chung mình không có dám nhận xét về cái phim này vì mình chưa có xem. Đó. Tuy nhiên xem qua cái trailer và đọc báo chí chính quy. Chính quy tức là tuổi trẻ, thanh niên, người lao động, Sài Gòn Giải Phóng gì đó. Thì thấy một số người viết báo họ có phân tích. Họ nói rằng là cái hình ảnh hay là cái tạo hình của Bác Ba Phi do Trấn Thành đóng á, nó quá trẻ. Tức là cái tuổi của Trấn Thành á, có cố hóa trang già đi nữa thì cũng không có lột tả được cái hình ảnh của một cái ông già Nam Bộ là Bác Ba Phi. Giống như cái hình ảnh mà diễn viên Mạc Cang đã từng đóng cách đây mấy chục năm. Thì thực sự mình không dám phê bình. Mình thấy cũng đúng các bạn. Cái tạo hình của Trấn Thành trẻ quá. Trẻ quá. Rồi một số cái diễn xuất, cái bối cảnh diễn xuất của Trấn Thành thì có vẻ là nó kịch quá. Nó hình tượng quá và cũng như là đẩy cái cao trào lên quá. Chứ không phải là nhẹ nhàng, cái con người hề hề, mộc mạc, chân chất như Bác Ba Phi của ông Mạc Cang. Thì nói chung mình xem trailer thì mình nhìn thấy nó như vậy. Ngôn từ hình thể thì nó cường điệu quá. Tuy nhiên thôi, cái đó là cái nhìn nhận của mình trong cái trailer thôi. Tới 20 tháng 10 xem đi rồi sẽ có những cái nhận xét nó chính quy hơn các bạn ha. Tuy nhiên ở trên mạng lại bàn tán với nhau về cái câu nói của Trấn Thành. Mà tới thời điểm này thì mình cũng chưa nhìn thấy cái trailer có cái câu nói đó. Tức là trong cái phim thì Trấn Thành có nhắc tới cái câu gì múc chỉ Cà Mau. Đấy. Và mọi người bàn tán xôn xao về cái câu đó. Thì nương theo cái câu đó thì mình thấy nếu đúng như là một bộ phim Đất rừng phương Nam nói về 100% là Nam Bộ, thì ở trong cái ngôn từ hay cái ngôn ngữ hay là cái thành ngữ hay câu nói của người Nam Bộ không có cái từ múc chỉ Cà Mau. Cái từ mà mọi người thường hay nói, mà những ai cỡ tuổi mình sẽ có, đã từng nghe đó, có thể các bạn trẻ hơn các bạn chưa nghe, là từ mút chỉ cà tha. Chứ không có cái cụm từ là mút chỉ Cà Mau. Thực sự là nếu chúng ta để ý cái cụm từ này thì chúng ta sẽ thấy là được diễn giải là một cái chỗ nào đó xa vời vợi, mông lung, rồi đại thể như là không có xác định được. Mày đi đâu mà múc chỉ cà tha tới giờ mày đi về? Hay là mày tìm nó làm gì? Hay anh tìm nó làm gì nữa? Nó đi múc chỉ cà tha luôn rồi. Thì cái từ múc chỉ cà tha là xa, là lâu. Tức là đi đâu xa lắm nhưng mà không biết là đi đâu. Mà đi đâu lâu lắm rồi cũng không nhớ là bao nhiêu lâu. Đó, mọi người đang lý giải theo kiểu đó. Và mọi người đang cũng hiểu theo cái kiểu đó. Thì thực sự ra là cái đó là về sau này được hiểu nó như vậy. Chứ còn thực sự cái từ mút chỉ cà tha từ ban đầu nó không có cái nghĩa đó. Tìm đọc trong những tài liệu thì mình phát hiện ra một chuyện. Nào giờ thì mình vẫn hiểu là mút chỉ cà tha, tức là về thời gian thì không biết là bao nhiêu lâu rồi, xa xưa từ đời nào, đi từ tám quánh nào rồi, mà về vị trí địa lý thì mênh mông trời đất không biết đâu mà tìm, giờ nó đi rồi ta không biết đi đâu luôn. Đại thể chẳng hạn ở Sài Gòn thì không biết là đi Cà Mau hay là đi ra Phan Thiết hay là đi ra Đà Nẵng, không biết đi đâu luôn. Tức là không có xác định được không gian, thời gian, địa lý, vân vân. Thì lần dở trong những cái tài liệu ra thì mình mới thấy cái vấn đề như thế này. Một khi đã làm phim thì nếu như có câu nói đó
thì hãy đúng nói đúng cái phương ngữ của vùng miền thì nó mới đậm cái chất Nam Bộ. Các bạn biết là vùng đất Nam Bộ cách đây hơn 300 năm là vùng mọi người nói là, hay là lịch sử nói là vùng đất bỏ hoang, không, bỏ hoang nhưng nó có chủ các bạn, bỏ hoang nhưng có chủ. Vùng đất này Nam Bộ nói chung là phía dưới miền Tây mình là vùng đất Khmer. Khmer là người dân tộc Khmer Campuchia là đại thể như vậy. Thì cái từ mút chỉ cà tha là cái từ đọc trại đi. Ở trong cái từ mút chỉ cà tha nó có hai vế, mút chỉ và cà tha. Nhưng thực sự cái chữ cà tha là qua cái chữ thuần Việt rồi, chứ nó có cái nguồn gốc của chữ cà tha. Còn cái từ mút chỉ thì nó bị đọc trại đi, từ đầu nó không có cái chữ mút chỉ các bạn. Bây giờ mình sẽ nói từ cái nguồn gốc. Một số cái tài liệu họ nói rằng vùng đất Nam Bộ nói chung là vùng đất của người Khmer. Mà người Khmer thì cách đây bao nhiêu trăm năm, là tới bây giờ cũng vậy, thì họ có cái tục lệ là họ có những cái thần linh, rồi họ tin tưởng vào thần linh và họ tin tưởng vào ma quỷ vân vân. Thì họ có những cái bùa, cái bùa, những cái bùa đó là những cái mảnh giấy ghi cái gì ở trong đó đó, rồi họ xếp thành cái hình tam giác. Và họ dùng một cái cọng chỉ, chỉ nhiều màu sắc đó, họ xỏ qua cái bùa đó và họ đeo vô tay, họ đeo vô cổ cho mấy đứa con nít. Hoặc là những người nào tin về cái vấn đề là ma quỷ thì sẽ thỉnh cái bùa đó về để đeo vào trong cổ hay đeo vào trong tay, đi đâu thì không có sợ bị ma quỷ nó dụ, không có sợ bị những cái người ác họ dụ, họ hại mình. Thì con nít ngày xưa mà đi chơi, các bạn biết là dung dăng dung dẻ từ đầu làng cho tới cuối xóm chạy chơi, thì cái cọng chỉ á, không biết chơi kiểu gì nó đứt cái cọng chỉ và nó rớt mất cái bùa. Thì cái bùa đó trong tiếng Khmer là có một tài liệu ghi là Kha Tha, K-H-A-T-H-A. Đó, cái bùa đó là bùa Kha Tha. Và dùng cái cọng chỉ nhiều màu xỏ qua cái bùa đó để đeo vô cổ, đeo vô tay. Thì mấy đứa con nít nó chơi, nó giỡn, nó vật lộn, nó đứt cái cọng chỉ, nó rớt mất cái bùa. Đi về nhà thì người lớn thì hay để ý, chứ con nít nhiều khi nó bị đứt dây, mất cái bùa nó không biết đâu. Người lớn hỏi đó chứ, cái Kha Tha đâu rồi? Thì mới vỡ lẽ ra nó bị đứt, bị mất cái Kha Tha ở đâu mất tiêu. Bây giờ nó đâu có biết, nó đi từ đầu làng cuối xóm nó đâu có biết mất cái Kha Tha đó ở đâu. Thì người lớn mới chửi là mày đi đâu chơi mà để cho đứt chỉ Kha Tha. Đứt chỉ tức là đứt cái cọng chỉ đeo, rồi cái Kha Tha là cái bùa nó mất đi. Và theo thời gian các bạn biết, người này nói rồi người kia nghe, rồi người kia nói người nọ nghe, nó trại đi thành những cái từ khác. Và cái từ Kha Tha thì đọc trại thành là Kà Tha. Nó âm từ cái tiếng Khmer. Cái từ đức chỉ thì nó bị trại thành là sức chỉ. Sức là ư tờ ức, sờ ức sức thắc sức. Đó. Thì đọc thành là mút chỉ. Cái từ chỉ còn, nhưng mà cái từ đức và cái từ sức nó thành cái từ mút. Thì điều đó cũng có nghĩa là ngày hôm nay mình nói là mút chỉ cà tha là không biết ở phương trời nào, thì nó cũng có lồng một cái nội ý ở trong cái từ là đức chỉ cà tha. Tức là mấy đứa con nít nó đi chơi đứt cái chỉ cà tha, bây giờ kêu mày đi tìm cái cà tha, cái khà tha về đây cho tao, nó biết đâu mà nó tìm. Nó chạy dung dăng dung dẻ đất này ruộng nọ, qua cầu khỉ thế này thế nọ, nó rớt đâu mất tiêu, giờ biết đâu mà tìm. Thì đại ý là nói rằng là bây giờ nó rớt ở đâu cũng không biết luôn. Thì cái từ đức chỉ cà tha trại ra thành là xích chỉ cà tha, rồi thành là mút chỉ cà tha. Thì cái ý nghĩa nó là như vậy.
Cho nên là nếu như mà ngày 20 tháng 10 này mà cái phim Đất Rừng Phương Nam có chiếu, mà giống như hiện giờ trên mạng đang bàn tán xôn xao về cái từ là mút chỉ Cà Tha. Thực sự nếu muốn nói mút chỉ Cà Mau thì nó lại không đúng với cái câu cụm từ hay là những cái câu tục ngữ, thành ngữ gì đó, hay là cái ngôn ngữ của cái người Nam Bộ nói. Tuy nhiên chẳng hạn như có thể là trong cái hoàn, trong cái bối cảnh phim đó, nếu có Trấn Thành có nói cái câu mút chỉ Cà Mau thì Trấn Thành là biết được cái người đó là đi Cà Mau, nhưng mà không biết là đi xuống cái huyện nào hay cái vùng đất nào của Cà Mau, Đầm Dơi, Cái Nước gì gì đó, tức là biết đi về Cà Mau nhưng không biết đi xuống cái huyện nào, giống như ngày nay là Trần Văn Thời gì đó ha, Cà Mau, Bạc Liêu gì đó, Giá Rai gì đại thể nó như vậy, thì biết đi cái hướng Cà Mau chứ không biết xuống chính xác là huyện nào, xã nào. Còn cái từ mút chỉ Cà Tha là không xác định được là đi đâu luôn, không biết là còn ở Việt Nam không, hay đi qua Campuchia, hay đi qua Lào, hay đi qua Mỹ mất tiêu rồi, nó đi mút chỉ Cà Tha rồi, chừng nào nó về đi là biết. Đó, nhân cái việc mà trên mạng đang bàn tán xôn xao vấn đề đó thì mình chia sẻ cái thông tin về cái từ mút chỉ Cà Tha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tiếp. Xin chào và xin hẹn gặp lại.